Hello, kính thưa quý vị và các bạn. Mới đây thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân á, đã đăng tải một bài viết và nói chung là giống như nhắn gửi những cái lời xin lỗi đến khán giả về cái vấn đề quảng cáo sản phẩm á. Cụ thể thì trên trang cá nhân của Hồng Vân có viết rằng á là Hồng Vân cúi đầu nhận lỗi với khán giả. Những ngày qua, khán giả và người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng với một số sản phẩm mà Vân quảng cáo. Trước hết á, Vân xin lỗi đã phản hồi chậm trễ vì quá trình xác minh thông tin với đối tác, với nhà hàng. Trước khi nhận quảng cáo, Vân có xem kỹ giấy phép kinh doanh hợp lệ và giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Cục Y tế. Tuy nhiên, đoạn phim quảng cáo lại làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng, khiến cho khán giả bức xúc. Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong cái việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo. Là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ, tin tưởng của công chúng, Vân vô cùng hối tiếc khi không ý thức được hết trách nhiệm của mình. Vân xin lỗi vì đã làm việc thiếu thận trọng. Là một người của công chúng, Vân xin ghi nhận tất cả những lời nhận xét, góp ý của mọi người và sẽ coi đây là một bài học đắt giá cho mình. Bản thân của Vân sẽ cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình và luôn tự cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một người nghệ sĩ hoàn thiện cả về năng lực và đạo đức hành nghề, xứng đáng với lòng tin của khán giả. Vân chân thành cảm ơn mọi người đã giúp Vân nhận ra những việc làm chưa đúng của mình. Bên phía bên dưới cái lời xin lỗi này có rất là nhiều người nói rằng sao mà tôi đọc cái lời xin lỗi này á, nó cứ văng vẳng ở đâu cái câu là đồ chó đẻ, đồ khốn nạn gì tùm lum la trang. Có rất là nhiều người mỉa mai vậy cả nhà. Thật sự thì đa phần á, những cái khán giả vô bình luận á, người ta không có chấp nhận cái lời xin lỗi này của Hồng Vân, bởi vì họ cho rằng á, khi Hồng Vân quảng cáo thì cô đã khẳng định cô là người đã dùng sản phẩm đó. Rồi nó hết bệnh gì đó thì làm cho nhiều người hiểu lầm. Tất nhiên rồi, nghệ sĩ nói là tôi uống sản phẩm đó, tôi hết bệnh. Ngay cả Hồng Vân nói cô từng bị ung thư, uống thuốc vô hết luôn, thì tất nhiên người ta sẽ tin, đúng không cả nhà? Cô bị mập mờ giữa thực phẩm chức năng và thuốc luôn. Rồi rồi còn phải còn nói rằng mình là nhân chứng sống nữa, thì làm cho nhiều người hiểu lầm. Do đó ít không có nhiều người chấp nhận cái lời xin lỗi này của Hồng Vân đó. Bởi vì khi mà người ta tin vào Hồng Vân, bắt đầu người ta mua sản phẩm, vậy thì khi mà cô đăng đàn xin lỗi đó, cô có trả lại được cái niềm tin đó cho những người mà đã tin tưởng không, đúng không? Rồi rồi tiền quảng cáo sao, thì cũng đã quảng cáo xong rồi, hết hợp đồng rồi, giờ quay qua nói rằng xin lỗi những cái lời quảng cáo đó không có thật, đúng không? Vậy sao hồi cái lúc mà nhận hợp đồng quảng cáo đó, rút nhận tiền đó, không thấy được cái điều đó? Bây giờ cái nghe người ta phản hồi nhiều quá, người ta la sùm, báo chí đổ vào cuộc bắt đầu quay ra nói lời xin lỗi, thì nó đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu đó. Bởi vì rất là nhiều người ta đã vô cùng phẫn nộ và người ta không chấp nhận cái lời xin lỗi của Hồng Vân. Có nhiều người mỉa mai rằng là cái vụ mà tiền quảng cáo có nhận không, có trả lại không đó. Hay là nhận tiền quảng cáo đó trả lại cho những cái người mà mua sản phẩm đi. Nói chung là rất nhiều người thắc mắc và bức xúc cái chuyện này. Còn nhớ trước đây cả nhà, thì cũng có một số nghệ sĩ diễn viên gì đó kéo nhau đi 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 quảng cáo cho tiền ảo đó. Cả nhà nhớ không? Cái lúc đó thì báo chí cũng rần 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 lên. Rồi sau khi mà bị phanh phui quá trời quá đất, bắt đầu gỡ bài hết, gỡ bài quảng cáo đó hết, xong cái đăng đàn lên nói là do quản lý làm, ngộ không? Ồ, quản lý làm mà mình thì cũng không coi hết trơn hả? Vậy muốn nó nhận những cái chuyện động trời động đất lên thì mình cũng không biết luôn sao, cũng cho luôn sao, đâu có để cho người ta lợi dụng cái tên tuổi của mình dễ dàng quá vậy, đúng không cả nhà? Vậy rõ ràng cái kêu bằng cái trái banh, mà cái trái banh trách nhiệm á, họ cứ đá qua đá lại thôi, chứ họ không bao giờ thuộc về nghệ sĩ, đúng không? Mà chỉ là do khán giả u mê, khán giả mê muội quá cho nên tin rồi nghe làm theo nghệ sĩ thôi, chứ còn nghệ sĩ không có trách nhiệm gì hết. Chắc có lẽ là vậy, họ họ nghĩ vậy đó, họ chỉ cần họ kiếm được tiền thôi, còn cái chuyện sống chết mặc bay mà. Rõ ràng cái này là chính xác luôn á ha.
Vậy thế cho nên nhiều người á đặt ra một cái câu hỏi ngược lại á, là có khi nào á những cái lời xin lỗi này của Hồng Vân á cũng là do quản lý viết không? Đúng không? Là do quản lý viết chứ trước đó bà từng chửi bới người ta không, xong trên mạng xã hội đâu thấy nói gì đâu, đúng không? Người ta toàn là nghe những cái lời chửi rủa, những cái lời khích bác cái bằng rất là tục tĩu của Hồng Vân thôi, chứ còn những cái lời mà văn hay ý đẹp này ấy, thì chắc là do quản lý viết luôn rồi, đúng không? Thực sự thì mình thấy đa số luôn, rất là hàng một ngàn mấy trăm cái bình luận, nhưng mà đa phần là người ta không có đồng tình, không có đồng ý với cái lời xin lỗi này của Hồng Vân. Chắc có lẽ là vì bức xúc quá với những cái lời mà trong những cái đoạn ghi âm mà phát tán lên á, thì Hồng Vân chửi người ta quá, bây giờ người ta không 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 có chấp nhận cái lời xin lỗi này, thì đó cũng là đúng thôi. Bởi vì từ đầu cái vụ việc của Vũ Hoàng Yên với bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì bà Hằng chỉ là nhắc đến Hoài Linh, rồi muốn Hoài Linh lên tiếng để xác nhận cái chuyện là ông Hoàng Yên ông chị bệnh hết hay không thôi, đâu có nhắc gì tới Hồng Vân đâu. Rồi không biết sao á, ngứa cái gì đó rồi nhảy vô bình luận, rồi nói rằng người ta giàu có là chắc do ăn cướp ấy, chứ đâu mà giàu dữ này kia, rồi lộ những đoạn ghi âm ra nữa, rồi tới vụ Hoài Linh cũng có bả luôn, cũng xen vô nói cái sao kê này đưa ra là xong chứ gì mà làm gì khui. Nói chung cái drama mà nguyên từ cái vụ việc của Võ Hoàng Yên mà liên quan đến Hoài Linh là có nhúng tay của bà này vô hết. Bởi vậy gom góp lại những cái vấn đề đó thì người ta không có chấp nhận cái lời xin lỗi này của Hồng Vân, bởi vì người ta cho rằng cái cô này không có thật tâm, không phải do ngôn từ của cô viết, mà là do quản lý hay ai đó. Tất nhiên là người ta cũng có cái lý, bởi vì từ đầu câu chuyện này cô này cũng thích cà khịa không à, chứ không có thích nói đàng hoàng như thế này đó. Bây giờ bị phanh phui quá rồi, chắc là bị đánh giá một sao ở cái sản phẩm của cô quá nhiều rồi, bây giờ buộc là phải lên xin lỗi để kêu bằng dằn xuống, chứ thôi nếu mà một sao hết quăng ra kiểu đó là ai mà chấp nhận nữa, ai làm nữa, đúng không, ai mà tham gia vô nữa đó. Và bên cạnh cái chuyện của Hồng Vân á, thì cái câu chuyện phát ngôn của nghệ sĩ á, nó lại giống như là một cái cầu nối nó dài thêm nữa, bởi vì mới đây nghệ sĩ nhân dân Đức Hải cũng đã có những cái phát ngôn cực kỳ là sốc, khiến cho dư luận rất là quan tâm. Cụ thể là vào ngày 2 tháng 6 thì nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đã bất ngờ đăng tải một cái dòng trạng thái cực gắt, chủ yếu là nói về những cái hỗn độn ở trong cái giới giải trí của những ngày qua thôi, nhưng mà cái chuyện á nó sẽ không có gì phải bàn cãi nếu như mà nghệ sĩ không đưa vào cái status của mình á có quá nhiều những cái lời lẽ, những câu từ tục tĩu, thế cho nên nó gây phẫn nộ cho nhiều người đọc. Hơn nữa là nghệ sĩ ưu tú Đức Hải lại là người đảm nhận cái vai trò phó hiệu trưởng của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, khiến cho cái hành động này nó càng trở nên là kêu bằng khó nuốt, đúng không? Khó nuốt. Thế cho nên sau khi mà tiếp nhận cái thông tin chính thức về cái vụ lùm xùm của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đó, thì đại diện của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đó, đã khẳng định đó, là chúng tôi không bao che, không đồng ý và chắc chắn là không ủng hộ những cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tình cảm của quý vị dành cho nhà trường trong suốt 15 năm qua. Phía nhà trường cho biết á, là sẽ đưa ra cái hình thức kỷ luật phù hợp nếu mà những gì diễn ra trên mạng xã hội là đúng. Trên quan điểm cá nhân, người nào vi phạm thì cá nhân đó phải tự chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật, trước đơn vị và cộng đồng. Nhà trường quan điểm rõ ràng, nếu những cái phát ngôn được cho là của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải phát biểu trên Facebook á, nó là chính xác, thì chắc chắn nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Còn trong trường hợp mà tài khoản của Đức Hải thực sự á, là bị hacker chiếm đoạt, thì phía nhà trường cũng có chia sẻ là đại diện của nhà trường đã nhận được thông tin từ truyền thông, từ báo chí, từ thầy Đức Hải, cho rằng Facebook của Đức Hải bị mất quyền kiểm soát, dẫn đến cái câu chuyện đáng tiếc này. Dù thực hư thế nào á, thì trước hết nghệ sĩ ưu tú Đức Hải không phải là đại diện cho phát ngôn của trường cũng như hình ảnh của nhà trường. Mọi hành vi vi phạm nếu mà có đó của các cá nhân đều phải bị nhắc nhở,
cảnh cáo, xử lý kỷ luật, thậm chí là nhờ đến can thiệp của pháp luật. Như vậy rõ ràng á, chúng ta thấy rằng nếu mà nghệ sĩ làm gì sai hay có những cái phát ngôn tục tiểu đó, nói chung là dằn mặt gì không biết, thì có ba nguyên nhân thôi. Thứ nhất là bị hack, đúng không? Nguyên nhân thứ nhất là bị hacker xâm nhập gì đó. Thứ hai là do quản lý làm, đúng không? Thứ hai là do quản lý làm. Thứ ba nữa là do họ bị dụ. Họ bị dụ thôi, chứ họ thánh thiện lắm, họ không có làm gì sai hết trơn á, đúng không cả nhà? Cái này kêu bằng là ngụy biện, ngụy biện có trường lớp á, chứ không phải là trẻ con nói láo với nhau nữa ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.